Tình báo Mỹ đánh giá rủi ro với tài liệu thu hồi từ dinh thự ông Trump. Cộng đồng tình báo Mỹ sẽ đánh giá rủi ro tiềm năng về an ninh quốc gia đối với việc tiết lộ các tài liệu được FBI thu hồi hôm 8 tháng 8 tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, hãng tin Reuters đưa tin vào ngày 27 tháng 8. Lá thư do Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI Alvin Hanis gửi cho Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Smith và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Caroline Maloney cũng đã cho biết Bộ Tư pháp và DNI đang hợp tác cùng nhau để tạo điều kiện cho việc xem xét các tài liệu mật, bao gồm các tài liệu đã được thu hồi ở Mar-a-Lago. Trong một tuyên bố chung, ông Smith và bà Maloney nói họ hài lòng khi chính phủ đánh giá thiệt hại của việc lưu trữ không đúng các tài liệu bí mật tại Mar-a-Lago. Bà Hanis thông tin rằng DNI cũng sẽ dẫn đầu một cuộc đánh giá của cộng đồng tình báo IC về rủi ro tiềm năng về an ninh quốc gia từ việc tiết lộ các tài liệu liên quan, bao gồm tài liệu ở dinh thự của ông Trump. Phản ứng lại, ông Tyler Budowick, người phát ngôn của ông Trump, cáo buộc ông Sis thiếu thận trọng với tình báo Mỹ và khẳng định Đảng Dân Chủ đã vũ khí hóa cộng đồng tình báo để chống lại Tổng thống Trump bằng những tài liệu và thông tin rò rỉ có chọn lọc và không trung thực. Trước đó vào ngày 26 tháng 8, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố tờ trình dẫn đến việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump. Tờ trình dài 32 trang, trong đó có nhiều nội dung được bôi đen để bảo vệ danh tính của nhân chứng và tránh tiết lộ các phương pháp điều tra nhạy cảm. Lý do FBI khám nhà ông Trump vào ngày 8 tháng 8 là do nghi ngờ cựu Tổng thống Mỹ có hành vi vi phạm đạo luật gián điệp. Đạo luật này quy định hành vi lấy hoặc là lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội. Ông Schiff và bà Maloney nói rằng những gì được Bộ Tư pháp công bố ngày 26 tháng 8 khẳng định mối quan ngại nghiêm túc của chúng tôi về việc trong số các tài liệu lưu trữ ở Mar-a-Lago có những tài liệu có thể gây ra nguy hiểm. Theo họ, IC cần nhanh chóng tiến hành đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan. Trong một diễn biến liên quan, theo đài CNN, một thẩm phán liên bang đã lên lịch cho một phiên điều trần vào ngày 1 tháng 9 để xem xét yêu cầu của ông Trump về việc chỉ định một chuyên gia đặc biệt giám sát việc FBI xem xét các bằng chứng thu giữ được tại Mar-a-Lago. Đầu tuần trước, cựu Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện yêu cầu tòa án liên bang ngăn FBI đọc tài liệu thu giữ được trong cuộc khám xét dinh thự của ông, cho đến khi có các chuyên gia đặc biệt giám sát quá trình này. Ông Biden vẫn lặng thinh sau vụ tư dinh của ông Trump bị khám xét. Ông Biden đã chọn cách im lặng suốt hai tuần qua khi các cố vấn không muốn Tổng thống vướng vào làn sóng tranh cãi về cuộc khám xét bất ngờ tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump. Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra các quyết định chiến lược khi ông chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa ông Donald Trump, dù trước đó hầu như không nhắc đến tên người tiền nhiệm trong 16 tháng đầu tiên cầm quyền. Tuy nhiên, sau 2 tuần kể từ khi FBI khám nhà ông Trump ở Florida, ông Biden không còn nhắc đến cựu Tổng thống, đồng thời từ chối thảo luận về cuộc điều tra liên quan tới cách ông Trump xử lý tài liệu mật. Ông Biden và các phụ tá cho rằng, việc bình luận khi cuộc điều tra chưa có kết luận cuối cùng là không phù hợp. Các cố vấn của Tổng thống cũng ngần ngại làm to sự tranh cãi vốn đang thống trị trang tin tức Mỹ và lấn át cả chuỗi chiến thắng lập pháp gần đây của Đảng Dân Chủ. Khi đi nghỉ cùng gia đình ở Nam Carolina và Delaware, ông Biden đã phớt lờ các câu hỏi về cuộc điều tra và gần như né tránh phóng viên. Trong sự kiện Tổng thư ký ban hành luật về khí hậu, chăm sóc sức khỏe và thuế vào tuần trước, nhân viên Nhà Trắng đã bật nhạc để lấn át những câu hỏi về ông Trump. Giờ đây, khi mùa tranh cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần, các phụ tá cho rằng ông Biden có kế hoạch biến việc chỉ trích chương trình nghị sự của ông Trump thành phần quan trọng trong thông điệp khi Tổng thống tìm cách tạo ra sự đối lập với Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông chưa có kế hoạch lao vào bãi mìn chính trị sau vụ khám xét Mar-a-Lago, theo Wall Street Journal. Biết về vụ khám xét qua báo chí, Nhà Trắng ít công khai về tác động an ninh quốc gia. Từ tài liệu mật thu hồi tại Mar-a-Lago, ngay cả khi vài thành viên Đảng Dân Chủ lo ngại vụ việc có thể làm lộ một số bí mật được chính phủ bảo mật nghiêm ngặt. Trong khi đó, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa yêu cầu thêm thông tin về cách thức và lý do FBI tiến hành khám xét. Ông Trump khẳng định lần khám xét này mang động cơ chính trị và không cần thiết. Trợ lý của Tổng thống nói ông Biden không biết gì về cuộc khám xét và biết về thông tin này qua báo chí. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã không được báo cáo ngắn gọn về cuộc điều tra này. Sau 3 ngày im lặng dưới áp lực chính trị to lớn,
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết ông đích thân chấp thuận cuộc khám xét bất ngờ. Trong tuyên bố ngày 11 tháng 8 trên buổi phát biểu của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Garland đã không trả lời câu hỏi nào từ giới truyền thông và chỉ xác nhận có cuộc khám xét, lưu ý hành động này diễn ra là có mục đích. Ông nói thêm Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình đề nghị công khai chat và biên nhận theo xác nhận của cựu Tổng thống về cuộc khám xét, các tình huống liên quan và sự quan tâm của công chúng tới vấn đề này. Ông Biden từng cáo buộc ông Trump với tư cách là Tổng thống đã tạo ra quá nhiều ảnh hưởng lên Bộ Tư pháp Mỹ. Các cố vấn của ông Biden muốn tránh tạo cảm giác và suy nghĩ rằng chính trị là thứ thúc đẩy cuộc điều tra. Bên cạnh đó, các cố vấn của Tổng thống không muốn ông Trump nhận thêm sự chú ý sau sự kiện này. Họ rất dễ bị lôi kéo vào đợt trao đổi công khai qua lại với ông Trump về cuộc điều tra. Một số thăm dò cho thấy các cử tri Đảng Cộng Hòa đang tập trung ủng hộ ông Trump sau sự kiện này. Nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc khám xét nhuốm màu động cơ chính trị. Hồi đầu tháng này, hạng nghị sĩ Elise Stefanis cho rằng vụ việc hoàn toàn mang tính lạm dụng và vượt quyền. Hiện tại, một số chiến lược gia Đảng Dân Chủ thất vọng khi sự kiện này đã làm lu mờ những chiến thắng của Tổng thống trong vài tuần qua. Khi Quốc hội Mỹ thông qua luật thuế và khí hậu của Đảng Dân Chủ, tin tức lại chủ yếu nói về cuộc tìm kiếm ở Mar-a-Lago. Nhấn vào thông điệp đối lập. Sau kỳ nghỉ, ông Biden dự kiến tăng tốc các chuyến công tác nhằm nỗ lực quảng bá những thành tựu lập pháp và chiến dịch tranh cử thay mặt cho các thành viên Quốc hội Mỹ. Nhà Trắng đã đóng khung thông điệp đối lập, trong đó chỉ trích ông Trump và các đồng minh vốn tập trung vào chương trình nghị sự MAGA, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, phục vụ lợi ích cho nhóm giàu có nhất, các tập đoàn và chính bản thân những người này. Chiến lược này được thúc đẩy bởi mong muốn của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ muốn đưa cuộc bầu cử giữa kỳ thành sự lựa chọn giữa chương trình nghị sự của họ và của Đảng Cộng Hòa, thay vì nơi để thăm dò ý kiến của công chúng về vị Tổng thống có tỷ lệ ủng hộ quanh mốc 40%. Đảng Cộng Hòa phản đối cho rằng Nhà Trắng đang tập trung vào ông Trump để đánh lạc hướng việc chính quyền làm chưa đủ tốt để giải quyết lạm phát và những lo ngại về nền kinh tế. Ông Biden bắt đầu trực tiếp chỉ trích ông Trump và những người ủng hộ cựu Tổng thống vào tháng 5 khi Nhà Trắng tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Biden đã sử dụng thuật ngữ Ultra MAGA trong một số bài phát biểu trong mùa hè này nhằm chỉ một nhóm nhỏ ủng hộ Đảng Cộng Hòa một cách cực đoan. Cụm này được đưa ra sau khi cuộc thăm dò ý kiến từ nhóm theo Đảng Dân Chủ cho thấy một bộ phận lớn cử tri dao động cảm thấy tiêu cực về khẩu hiệu của ông Trump.